xoay nè, em nhớ đoán nha. Rồi em đoán thế nào? Ý thầy với em thắng nào? Xem thầy thắng hoài vợ. Hai đứa đang làm gì đó? Bố về. Ê, hai đứa đang chơi trò chơi hả? Dạ. Thế hai đứa ở nhà ngoan không? Dạ, con ngoan bố ạ. Đúng rồi, con trai của bố là đứa nào cũng phải ngoan, đứa nào cũng phải giỏi. À, hôm nay bố trên đường đi làm về đó, bố mua quà cho hai đứa nè. Wow. Đây là hai đứa 2 ly trà sữa nhá. Dạ. Ừ, đây nữa, bố mua cho hai đứa nhiều quà lắm, hai đứa ngồi xuống rồi bố đưa quà cho hai đứa. Dạ. Con của bố ngoan nên cái gì bố cũng mua cho hai đứa hết á. Dạ. Rồi, đây. Tiền. Wow, có bim bim. Ừ, bim bim siêu cay khổng lồ đó. Hai đứa ăn rồi nhớ là chia sẻ cho nhau nhá, không được tranh giành nhau. Đây, kẹo màu sắc này bố mua cho hai đứa. Wow. À, đây. Hai đứa ngoan nhá. Dạ, con cảm ơn bố. Con cảm ơn bố. Ừ, tốt nhưng, lắm. Nhưng mà bố có ở đây luôn không? Bố phải đi làm chứ con. Hôm nay bố chỉ tiện đường ghé qua thăm nhà một chút xíu thôi. Xe đang chờ đầu ngõ. Bây giờ bố phải ra đi, không gì người ta chờ. Rồi bữa sau bố sẽ ở nhà với các con lâu hơn. Nhưng mà bố ở đây đi, chứ con ở nhà một mình với dì chán lắm. Sao lại như thế được? Con trai của bố là phải mạnh mẽ chứ nhá. Dạ. Rồi bữa sau bố về bố mua thật nhiều quà. Ở nhà phải nghe lời dì nhá. Dạ. Ừ, giúp đỡ em với. Rồi chăm học chăm hành nữa nhá. Bây giờ bố đi làm việc đây, hai đứa ở nhà coi nhà nhá. Rồi nhớ nhắn với mẹ là bố về thăm nhá. Nhưng mà bố bận công việc, bố phải đi gấp, không chào mẹ được nhá. Ừ, thôi hai đứa đi chơi nhá. Uống trà sữa đi, không trà sữa hư đó. Bố đi nhá. Con chào bố. Bye bye. Ừ. À. Thơm quá. Thơm quá. Có mình bố thương anh thôi. Chứ gì không thương anh đâu. Bố thương anh nên mới có mua nhiều bánh kẹo với trà sữa nữa. Nè em, ông hút nè. Thơm quá. Thơm quá. À, có bim bim nè. Anh chưa bao giờ ăn bim bim siêu to khổng lồ nè. Cắt nó ngon lắm. Kẹo dẻo nữa, em hai cây, anh hai cây nha. Ái chà chà. Ở đâu ra mà có trà sữa, bánh với kẹo dẻo thế? Dạ. Hay là lấy tiền gì mua đúng không? Dám lấy tiền của dì mua trà sữa là biết tay gì nghe chưa? Con không dám đâu dì, quà này là của bố mua cho con mà. Bố nào mà mua? Bố Thái đó mẹ. Dạ đúng rồi dì. Bố về hả? Bố về hồi nào mà không nói với dì ta? Bố chỉ ghé nhà một chút rồi bố đi làm rồi dì. Thế hả? Bây giờ bố mua cho trà sữa bánh kẹo xong rồi ở nhà ăn uống luôn. Không thèm ra chăn trâu ngoài đồng hả trời? 10 con trâu đang ăn lúa nhà người ta ngoài kia kìa. Người ta mà bắt đền nữa là chết với dì nghe không? Dì có thể cho con mang trà sữa đi theo uống được không dì? Không được. Chăn trâu thì phải chăn trâu chứ, trà sữa để đó tối uống có sao đâu. Đi lè lên đi. Dạ. Mà dì bảo nè, chăn trâu thì phải chăn đồng xa, chớ chăn đồng gần làng bắt mất trâu nghe không? Dạ. Ừ, đi đi. À, trà sữa ngon không con? Ngon. Ừ, cái này bố mua trên thành phố chắc là ngon lắm đây nè. Nhưng mà thằng Vinh là con trai mà uống trà sữa gì trời? Hay là mẹ uống luôn đi nha. Dạ. Món số 1 luôn đó con. 1, 2, 3 vô đi. Vô. Ngon quá. Uống đi con. Đô la, kẹo dẻo ngon này con. Mẹ nói nghe nè, bây giờ đô la, mẹ cho đô la hết luôn á. Đồ là giấu hết luôn đi. Về nấu cho anh Vinh nhá. Có bánh nữa nè. Bánh ngon lắm ạ. Bim siêu to khổng lồ luôn. Ngon đó, con uống đi. Đã quá, đã gì đâu á. Còn à. Mẹ uống hết luôn rồi. Ngon ghê. Bây giờ Đô La ăn bánh đi nhá. Mẹ phải đi nấu cơm đây. Cái trà sữa này giờ hết rồi sao ta? Mà thôi kệ đi, đỡ uống hết rồi thôi khỏi đi. Vinh cho nó nhìn luôn. Mẹ đi nấu cơm đây. Dì
chân trâu mệt quá. Đồ là sứ thật, ở nhà chỉ có uống trà sữa với anh Bim Bim thôi. Thế trà sữa này của ai? Bánh kẹo đâu? Của anh. Mà anh có uống đâu mà hết, ai uống hết rồi? Mẹ uống. Ủa, sao kỳ vậy? Trà sữa này bố mua cho anh mà, sao gì kỳ cục vậy? Gì kỳ cục quá, trà sữa của mình mà. À, sao thằng Vinh đi chăn trâu về rồi hả ta? Mà sao khóc vậy trời? Vào xem sao đây. Vinh đi chăn trâu về rồi hả? Dạ. Sao mà khóc vậy? Tại sao gì không hết trà sữa con? Ờ thì chờ con mãi không thấy con về, đá nó tan hết gì phải uống chứ sao? Nhưng mà trà sữa này bố mua cho con mà. Ừ, đây là quà của bố, nếu mà không uống thì nó phí. Như thế là gì giúp con này còn gì nữa? Thế còn kẹo dẻo đủ màu sắc của con đâu? Lớn rồi, ăn ba cái thứ kẹo dẻo màu sắc đó làm gì? Một ngày cơm ăn ba bữa là được rồi, suốt ngày cứ đòi hỏi à. Mà kẹo đó bố mua cho con của em đô la mà. Thôi khỏi đi, nói nhiều quá. Đi ra đằng sau quét dọn cái chuồng trâu cho gì cái. Đi lè lè lên. Suốt ngày khóc khóc không. Đô la ngồi ăn bánh đi nha.